Tiếp tục video thôi. Thì hôm nay em lại lên cho các bác mẫu dây loa Jabu FB110, hàng cao cấp, gần như là đầu bảng của Jabu. Đó. Thì lần trước bên em là cũng cháy hàng. Nên là hôm nay bên em chỉ về được 3 bộ thôi. Thực ra là em về được 5 bộ, nhưng mà 2 bộ là em gửi cho 2 khách rồi. Nên là hôm nay em chỉ quay được 3 bộ thôi. Trước khi xem video, các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhá. Đó, Ghi Cường Audio. Chân thành cảm ơn tất cả các bác ạ. Rồi, bây giờ em sẽ đi vào chi tiết sản phẩm nha. Thì những cái dây này em về hàng tất cả là hàng lưu 100%. Đó. Thì trước hết là em quay cái bên ngoài cho các bác xem nhé. Đó, em quay cho các bác xem sẽ mã số của nó đây. Đó, Jabu này. Đó, các bác nhìn này. FV110 nha. Hàng lưu 100%. Đó, Gemini, hàng này đến từ Đức nha các bác. Đó. Đây. Em về đây các bác nhìn này. 172642. Đó, một bộ mã số nó này, bên này của em này. 172643. Đó. Mỗi bộ nó đều có một mã số riêng nha các bác. Không bao giờ bị trùng nhau được. Rồi, bây giờ các bác cùng em đi vào chi tiết bên trong của sản phẩm ạ. Rồi. Thì em quay sản phẩm cho anh em xem nha. Đó. Đây. Đó, đây. Trước mặt các bác đây chính là hai bộ dây loa Jabu FV110. Đó, các bác nhìn không? Đấy, hộp của nó này, tất cả đều in biểu tượng của Jabu, chữ in chìm hết nha, dập khuôn hết. Này. Cho em quay bên này cho các bác này, đây. Giấy tờ của nó đầy đủ nha các bác. Đó, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng rồi. Đây, các bác nhìn này. Bên hãng người ta sản xuất rất là chi tiết này. Từ cái vách chống ẩm này, đó. Để giúp dây luôn luôn khô thoáng. Không bao giờ nó bị ẩm ướt hay là gì cả. Dây nó bị kém đi nha. Đó, nhìn các bác không phải lo, hàng này có để vài năm cũng không sao nhé. Rồi, bây giờ đi vào chi tiết đây, em quay cho các bác xem đây. Đó. Jabu Gemini. Đấy. Từ đã, đợi em các bác đợi em lấy độ led cho các bác xem nhé. Đó, Jabu Audio File. Đó. Đây các bác nhìn này. Các bác nhìn đi, hai file. Đó. Đây, đầu jack của nó đây. Này cũng là thuộc dạng đầu jack khóa nha các bác. Này cũng là đầu jack khóa nha, Jabu này. Audio File Gemini nha. Đây các bác nhìn đi. Đó, Jabu Audio File Gemini này. Bên này cũng vậy này. Đó. Jabu Audio File Gemini nha các bác. Đấy, đầu jack khóa. Đây. Đây là em sẽ tháo cái jack này ra cho anh xem lại. Này, đó. Đấy các bác nhìn đi nha. Đó, bên hãng người ta làm rất cẩn thận và chi tiết ạ. Đó. Hay cả cái vết bắn keo rất là đẹp luôn nha các bác. Đây, đầu jack này thì nó cũng là đầu jack khóa. Đây. Các bác siết lên là nó, các bác để cắm thì các bác cái vặn nóng như này. Các bác cắm vô. Rồi các bác siết lên như này. Đó. Các bác siết lên như này. Này, đó. Thì cái này, cái thân jack này. Các bác nhìn nha, cái jack này nó sẽ đẩy lên này. Đó. Các bác càng siết càng đẩy lên thì nó càng nở rộng cái đầu jack này ra. Đấy, đầu jack các bác nhìn nó nở rộng nó chưa? Ừ. Thì cái dòng này. Đây, lõi này dây này của nó thì nó là lõi đồng nguyên chất chống oxy hóa thôi nha các bác. Đó. Đây, đây các bác nhìn thấy hai cặp vợ đồng nguyên chất trong oxy hóa. Các bác chơi những cái dòng nhạc bolero hay nhạc vàng nha, tiếng rất là ổn định và chi tiết cho các bác nghe. Trường âm của nó thì rộng, tiếng bát tiếng chép không bao giờ bị thiếu nha các bác. Đó. Bát chắc, tiếng dày mềm mại, kể cả là lúc lên cao hay lên lúc xuống thấp cũng vậy thôi, tiếng không bao giờ bị vỡ tiếng hay là đục tiếng nha các bác. Đấy, hai bộ dây loa thực sự là nếu mà so sánh thì rất là đáng đồng tiền với các bạn bát gạo các bác bỏ ra nha. Đó, thì dòng này bên em vẫn ship code toàn quốc, chính bên em là không có bắt cọc nha. Đó, bên em là không có cọc kiếp gì nha các bác, kể cả những dụng cụ keo này thì các bác cứ thiện chí lấy thì em ship thôi. Hàng lần này về thì rất là đẹp, em về đây các bác nhìn hộp này rất là đẹp luôn ạ. Nó không có bị, mỗi lần em về là do vận chuyển nên là nhiều khi đi đường máy bay á, nó sóc rồi nhân viên ném, nhiều khi hộp nó vẫn bị méo móp. Nhưng mà không, lần này em về được bộ này. Rất là đẹp. Đó. Từng ngóc ngách một nha các bác. Đó. Đấy. Đấy, các bác này. Nhìn đây. Đấy, hàng tem tiếc là em về là em kiểm tra là em bóc tem ra thôi, chứ còn không có chuyện và không bao giờ cái chuyện dây này xài rồi nha.
hay là gì nên các bác không phải lo. Rắc không có một vết xước nha. Đó. Rồi, thì ra video đến đây thôi. Nên là anh em là cần thì inbox cho em. Đó, giấy rất là nặng khoảng chừng 3-4 kg nha. Đấy, các bác nhìn này. Thương hiệu Jabo Audi O5 này. Đó. Đó, mã số mã xiếc này. Tem tiếc rất là đầy đủ luôn. Đang làm rất là chi tiết. Đó. Rồi, thì các bác nào có thiện chí mua hàng thì liên hệ cho em nhá. Bên em chỉ 3 bộ thôi. Rồi. Đây, Vi Cường Auto. Các bác mua hàng liên hệ hai số điện thoại trên màn hình nha các bác. Rồi, em xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ. Hẹn các bác ở video kế tiếp ạ.